Rồi, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ra vườn tìm kiếm xe nha các bạn. Đây, đây là nguyên khu vườn nhà mình. Đó, nằm trong khu vực đây. Thôi, bắt đầu mình sẽ hiện tại thì mình có xe trong đây rồi. Bây giờ mình sẽ đi tìm kiếm xe thêm nha các bạn. Thôi, bắt đầu qua gốc chuối. Wow, đang gốc chuối đây nè các bạn. Wow, từ đây có một chiếc xe múc này các bạn. Wow, một chiếc xe múc này khá là đẹp nha bạn. Rồi thử thêm đây. Wow, quá tuyệt vời. Thôi, một chiếc xe múc đây có bao nhiêu bánh đó các bạn? Đếm thử nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bánh luôn các bạn. Quá dữ rồi. Thôi, cho vô vỏ luôn nha các bạn. Wow, trên này mình có những chiếc bowling này, xe này, một cái đất này. Rồi, tiếp tục đi tìm kiếm xe nha các bạn. Wow, ngang chỗ đây, ngang đây có một xe này các bạn. Wow, cái đây xe gì đây các bạn? Đây là một chiếc xe trộn bê tông nha. Wow, quá dữ luôn. Wow, xem xe này còn bánh đào nha các bạn. Wow, chạy tốt. Thôi, cho vô vỏ luôn các bạn. Rồi, tiếp tục theo chân mình đi tìm tiếp nha các bạn. Lên đường. Wow, chỗ đây ngang góc dừa ở đây nè các bạn. Wow, ngang chỗ đây có một chiếc máy. Cái đây là một chiếc máy bay trực thăng này các bạn. Wow, máy bay trực thăng này có pin này các bạn. Đây, hiện tại thì chưa có pin đây nha. Để tí gì mình sẽ bỏ pin nha các bạn. Wow, đây. Wow, chiếc máy bay trực thăng màu xanh. Quá đã luôn. Rồi, cho vô vỏ luôn nha các bạn. Tiếp tục đi tìm xe nha các bạn. Ngang chỗ gốc chuối đây các bạn. Đây. Wow, một chiếc xe chở đất khá là lớn luôn các bạn. Wow, một chiếc xe chở đất màu vàng nha các bạn. Tuyệt vời luôn. Rồi, mình sẽ cho vô vỏ luôn. Tí nữa mình sẽ ra ngoài kè cát kia, mình sẽ xúc cát và chữa đi nha các bạn. Quá tuyệt vời. Rồi, ok. Mình sẽ kiếm một chiếc xe múc nữa nha các bạn. Đây, chỗ đây có xe múc nè các bạn. Thấy chưa? Wow. Mới tính kiếm một xe múc để múc đất vô chiếc xe chở đất này. Thì ra là đã có một chiếc xe múc nằm ở đây rồi các bạn. Hôm nay mình thu hoạch được khá là nhiều xe luôn nha các bạn. Xe múc đất này. Wow, cái múc này to ghê các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho vô vỏ luôn và tiếp tục đi tìm xe nữa nha các bạn. Theo chân mình đi tìm kiếm xe. Xem thử còn những chiếc xe gì ở đâu. Wow, trên đây không có rồi. Wow, ngay chỗ đây có chiếc gì đây ta? Wow, một cái súng đồ chơi. Wow, tuyệt vời các bạn. Xem thử súng này có theo còn bán được không nha các bạn. Wow, quá tuyệt vời không bạn. Wow, cái súng này khá là bự luôn nha các bạn. Quá đã luôn rồi. Thôi, tiếp tục. Khu vực này nhiều xe quá các bạn ơi. Không thể đi. Bây giờ tiếp tục đi kiếm. Wow, chỗ đây có một cái bánh gì đây ta? Wow, đây các bạn. Wow, một chiếc bánh xe. Bánh xe đây đã bị chôn vùi dưới đất rồi các bạn. Wow, xe này là xe gì ta? Xe này là một chiếc giống một chiếc xe cần cẩu quá. Có cái đây này. Thôi, xe đây dư rồi, mình bỏ đi. Mình đi tìm xe khác nha các bạn. Tìm xe khác hay không? Gốc chuối bên này có không ạ? Wow, đây. Wow, trốn ngàn gốc chuối đây này cái này các bạn. Thấy chưa? Đâu các bạn, xe đây là xe gì? Đây là một chiếc xe buýt nha các bạn. Xe buýt đây là xe buýt màu vàng nha. Quá đã luôn. Một chiếc xe buýt màu vàng này các bạn. Vẫn còn bánh, vẫn chạy tốt nha các bạn. Rồi, mình sẽ cho vô vỏ luôn. Rồi, tiếp tục theo chân mình đi kiếm tiếp nha các bạn. Rồi, trên gốc chuối. Wow, ở đây có một buồng chuối khá là xinh luôn. Đây nữa này các bạn. Rồi, đi kiếm xe tiếp. Đây. Wow. Ngay chỗ đây có một chiếc xe trộn bê tông này các bạn. Wow, xe này khá đẹp luôn này các bạn. Xe trộn bê tông này. Wow, có bánh này, xem này bánh này chạy không nha các bạn. Wow, bánh này chạy khá tốt luôn nè các bạn.
Rồi một chiếc xe trộn bê tông, tí nữa mình sẽ bỏ bê tông vô đây trộn nha các bạn. Đó, đây có lỗ bỏ bỏ bê tông vô trong đây này các bạn ơi. Rồi, wow, quá đi phơ luôn. Rồi, mình sẽ cho vô vỗ luôn nha các bạn. Đó. Rồi, tiếp tục. Mình sẽ tím khu vực gần gần đây xem thử còn xe gì không nha. Rồi, đi theo mình. Wow, 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 wow. Ăn cái đây này các bạn. Wow, các bạn thấy chưa? Đó. Wow. Đây là một chiếc xe điều khiển nha các bạn. Đây có pin trong này nè các bạn ơi. Đó, có pin này. Bây giờ mình sẽ bật lên thì xem có pin không nha. Wow, vẫn còn pin này các bạn. Màu xanh màu đỏ quá trời luôn. Quá trời đã luôn rồi. Wow. Rồi, bây giờ mình sẽ đây dưới đây là một cái góc mic này các bạn. Một góc mic có một chiếc xe điều khiển nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vào, bỏ vô. Rồi, tiếp tục và theo chân mình đi kiếm chiếc xe khác tiếp nha. Wow, nhiều xe quá các bạn ơi. Hôm nay thu hoạch được khá là nhiều xe luôn rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục. Wow, ngay vô đây các bạn. Đây. Đây là một xe gì ta? Wow. Ăn dưới góc chuối đây có một chiếc xe móc bự này các bạn ơi. Thấy chưa? Đây là một chiếc xe móc khá là bự luôn. Wow. Wow, xe này có cái cần móc này các bạn. Đây mình sẽ đưa xuống nó. Bạn thấy wow, quá đã luôn. Móc lên. Rồi, đưa lên. Wow, xe này xe móc dùng cái cần để móc được nha các bạn. Rồi, quá đã luôn. Rồi, ok. Mình sẽ bây giờ mình sẽ bỏ vô vỏ luôn nha các bạn. Wow, xe đây còn sáng này các bạn. Tí mình sẽ test tiền, mình sẽ lái xe cái điều khiển, mình sẽ điều khiển nó nha. Rồi, cho bỏ vỏ. Rồi, tiếp tục theo chân mình đi tìm kiếm xe tiếp nha các bạn. Khu vực đây không biết còn xe nào nữa không ta. Xe rồi, khu vực đây hết xe rồi các bạn. Rồi, tiếp theo qua khu vực khác nha. Đây. Wow, ngay vô đây các bạn. Đây xe gì đây? Wow. Wow, một chiếc xe. Wow. Wow, một chiếc xe múc đã. Từ lâu rồi. Đó. Đã dính tùm lum này các bạn ơi. Wow, chiếc xe múc này đã bị thất lạc rồi các bạn. Rồi trời mưa nè. Đây, mình sẽ vũ đất ra đi. Đó. Wow, dính đất này các bạn ơi. Xe này vẫn còn chạy được nè các bạn. Wow, quá trời xe luôn. Đó, đây là một chiếc xe múc nhỏ nha. Mình sẽ bỏ vào đây luôn. Wow, xem thử hôm nay mình thu hoạch được xe gì nha. Một xe múc bự nè. Một súng này các bạn. Một súng này vẫn có pin xài được hết nha các bạn. Thôi, xe chữa đất này các bạn. Xe trộn bê tông nhỏ nè. Có xe trộn bê tông nhỏ nè các bạn. Quá đã chưa. Một chiếc xe trộn bê tông nhỏ nè. À, một chiếc xe trộn bê tông lớn. Quá tuyệt vời luôn. Trên đây mình có một chiếc xe bồn nữa nè các bạn. Xe này xe chữ xanh nha các bạn. Quá trời dữ luôn rồi. Thôi bây giờ mình sẽ ra ngoài kia chơi cát nha các bạn. Thôi, chân mình đi thôi.